Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Số 77, chuyện giấc mộng lớn. Tiền thân Mahasubina trước bò được cây con. Câu chuyện này được bậc đạo sư kể trong khi trú tại Kỳ Viên, về 16 giấc mộng kỳ bí. Tương truyền vào khoảng canh năm, đêm gần mãn, vua Basenadi Ba Tư Nặc nước Kosala đang ngủ say, suốt đêm lại mơ 16 giấc mộng lạ lùng, khiến vua kinh hãi tỉnh dậy và lo ngại về những điềm xấu có thể xảy đến cho mình. Vua sợ chết đến nỗi không cử động được mà cứ nằm trùm chăn trên long sàng. Bấy giờ khi trời gần sáng, các vị bà la môn tế sư đến yết kiến vua và cung kính đảnh lễ, vấn an hoàng thượng có được ngon giấc chăng. Này các quốc sư, làm sao trẫm ngủ ngon giấc được, vì đúng lúc tảng sáng trẫm mơ thấy 16 giấc mơ thật kỳ bí và trẫm kinh hoàng từ đó. Này các quốc sư, thử nói cho trẫm biết ý nghĩa giấc mơ này. Tâu hoàng thượng, chúng thần sẽ phán đoán khi nghe câu chuyện. Thế rồi vua kể cho nghe các giấc mơ và hỏi những cảnh kia báo trước tai họa gì cho mình chăng. Các vị bà la môn đều nắm chặt bàn tay lại. Nhà vua hỏi: Này các quốc sư, sao nắm tay lại thế? Tâu đại dương, vì chính toàn ác mộng cả. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra? Vua hỏi: Tâu đại dương, một trong ba đại nạn sẽ xảy ra, làm hại dương quyền, tính mạng cùng tài sản của đại dương. Vậy có cách gì cứu chữa được chăng? Hiển nhiên những giấc mộng này báo trước những điểm hiểm nguy khó mà cứu vãn được. Tuy thế, chúng thần quyết tìm phương cách đối trị chúng. Nếu không thì việc học hành thông thái uyên bác của chúng thần để làm gì chứ? Vậy chư hiền khanh định làm gì để tránh tai họa đó? Tâu đại dương, ở bất kỳ ngã tư đường nào, chúng thần cũng xin lập tế đàn cúng bái cả. Nhà vua trong lúc lo sợ vội kêu lên: Này các hiền khanh, tính mạng trẫm trong tay chư vị, xin hãy mau mau hành sự cho trẫm được bình an. Các bà la môn như mở cờ trong bụng, nghĩ thầm: Thế là những số tiền kết xù, thực phẩm ê hề đủ loại sắp về tay ta rồi. Và họ trấn an vua rồi cùng lui về. Ngoài kinh thành, họ đào hố tế lễ và thu góp cả đàn súc vật bốn chân, lựa giống toàn hảo, không tì vết bệnh tật và vô số chim muông. Xong họ vẫn thấy còn thiếu nhiều thứ quá, nên cứ lui tới cung điện đòi thức nọ thức kia mãi. Thời bấy giờ, những việc họ làm không thoát khỏi tầm mắt của hoàng hậu Malika. Bà bèn yết kiến đức vua và hỏi: Việc gì khiến các bà la môn cứ đến gặp vua mãi vậy? Vua phán bảo: Trẫm thèm được kia ái khanh, thật con rắn đã chui vào tai mà ái khanh chẳng biết gì cả. Tâu hoàng thượng, ngài phán bảo điều gì đấy? Ôi, trẫm mơ thấy những giấc mộng thật là xui xẻo. Các vị bà la môn kia bảo rằng chúng báo trước một trong ba đại họa, nên các vị ấy nôn nóng dâng lễ tế đàn để tránh tai ương đó. Vì thế chư vị đến đây hoài. Song hoàng thượng đã thỉnh ý vị bà la môn tối thượng của loài người và chư thiên chưa? Này ái khanh, hãy cho trẫm biết vị đó là ai vậy? Quốc vương hỏi. Thế hoàng thượng không biết vị đạo sư bà la môn tối thượng của thế gian, bậc toàn tri thanh tịnh vô cấu ấy chăng? Dĩ nhiên ngài là Đức Thế Tôn, sẽ hiểu rõ các giấc mộng của hoàng thượng. Xin hoàng thượng hãy đến ý kiến ngài và hỏi cho rõ. Nhà vua đáp: Này ái hậu, vậy thì trẫm sẽ đi ngay. Thế là vua liền ngựa đến tinh xá, đảnh lễ bậc đạo sư và ngồi xuống. Có việc gì khiến đại dương đến đây từ sáng tinh mơ thế này? Bậc đạo sư hỏi bằng giọng êm dịu. Bạch Thế Tôn, nhà vua đáp: Lúc gần tảng sáng, trẫm đã mơ 16 giấc mộng kỳ bí, khiến trẫm kinh hoàng và kể lại cho các vị bà la môn nghe. Các vị ấy bảo giấc mộng kia báo trước điềm dữ, vậy để tránh tai họa xảy ra, chư vị ấy phải dâng lễ tế đàn ở bất kỳ ngã tư đường nào. Và chư vị ấy bận rộn chuẩn bị tế lễ, trong khi nhiều sinh vật lo sợ cái chết đang kề trước mắt. Song bạch Thế Tôn, xin hãy cho biết những gì sẽ xảy ra từ những giấc mộng kia. Thế Tôn là bậc tối thượng của chư thiên và loài người, bậc toàn trí về mọi việc hiện tại, quá khứ và vị lai. Thật vậy, này đại dương, không có ai ngoài ta có thể nói đúng ý nghĩa các giấc mộng của đại dương và những gì sẽ xảy ra sau đó. Ta sẽ nói. Vậy trước tiên, ngài hãy kể cho ta nghe những giấc mộng xuất hiện ra sao. Thưa dân bạch Thế Tôn,
Vua đáp và lập tức đưa ra bản liệt kê này. Theo thứ tự, các giấc mộng xuất hiện. Trước bò đực cây con, sau bò cái bê non, ngựa bát vàng trên cẩu, bình nước hồ sen trong, cơm sống chiên đàn quý, bầu bí lặn xuống dòng. Đá to thì trôi nổi, nhái bén ẩn ương cùng, xé tan bầy rắn hổ, quạ lại có tùy tùng, chính bầy hoàng nga đẹp, chó sói sợ dây rực. Như vậy, bạch Thế Tôn, trẫm đã mơ thấy những giấc mơ này có nghĩa là thế nào? Một, hệt như có bốn con bò đực, sắc đen tuyền, từ bốn hướng chạy vào sân chầu với vẻ muốn đánh nhau. Dân chúng đổ xô đến xem đấu bò, họp thành một đám đông. Nhưng bầy bò chỉ dương quai múa giỏ, gầm thét ầm ĩ, rồi cuối cùng bỏ đi chứ không đánh nhau. Đó là giấc mơ đầu của trẫm. Nó báo trước điều gì sẽ xảy ra chăng? Này đại dương, giấc mơ ấy không có hậu quả gì ngay trong thời đại dương hay trong thời của ta đâu. Mà sau này, vào thời kỳ vua chúa sang tham, bất công, khi dân chúng không theo chánh pháp, thế giới đảo điên, việc thiện suy giảm và điều ác đồng thời tăng trưởng. Trong những ngày thế giới điêu tàn ấy, sẽ không có mưa từ trời rơi xuống, gió không thổi, mùa màng cây cỏ khô héo, nạn đói nổi lên trên địa cầu. Rồi mây sẽ kéo đến từ bốn góc trời như thể sắp mưa, khiến dân chúng vội vã. Trước tiên là mang vào nhà mọi thứ thóc lúa, hoa màu mà phụ nữ đã đem phơi nắng, vì sợ ướt hết. Sau đó, đám đàn ông đem xẻng, thúng đi đắp đê. Bầu trời như thể có dấu hiệu mưa tới, sấm nổ ầm ầm, chớp lóe sáng lòe, xé mây. Nhưng rồi cũng như bầy bò trong giấc mơ nọ không đánh nhau, thì mây kia cũng sẽ tan nhanh và mưa chẳng đến. Những việc nọ mà các bà La Môn bảo Ngài làm chỉ cốt để sinh lợi cho họ thôi. Khi bậc đạo sư nói xong giấc mộng này, Ngài bảo: Đại dương hãy kể cho ta nghe giấc mộng thứ hai. Bạch Thế Tôn, vua đáp: Giấc mộng thứ hai của trẫm như vậy. Hình như có những bụi cây con từ dưới đất trồi lên. Khi chúng chỉ mới cao chừng vài tấc thì chúng đã đơm qua kết trái. Đó là giấc mơ thứ hai. Và chuyện gì sẽ xảy ra từ đây chăng? Này đại dương, giấc mộng này sẽ thành hiện thực vào thời thế giới này suy đồi và con người yểu mệnh. Trong thời vị lai, dục vọng sẽ rất mãnh liệt. Có những bọn con gái rất non trẻ đi đến sống chung với bọn đàn ông, và rồi cũng sẽ theo lề lối đàn bà. Chúng sẽ thụ thai và sanh con cái. Hoa quả kia tượng trưng cho con cái của chúng. Nhưng đại dương chẳng có gì phải lo sợ cả. Đại dương hãy nói cho ta nghe giấc mơ thứ ba đi. Bạch Thế Tôn, hình như trẫm mơ thấy bầy bò cái bú sữa bò con mà chúng vừa sinh ra trong một ngày thôi. Đó là giấc mơ thứ ba. Vậy điều gì sẽ xảy ra chăng? Giấc mơ này, thưa đại dương, chỉ thành hiện thực trong thời vị lai, khi các người già không còn được kính trọng nữa. Trong thời ấy, con người đời không tỏ lòng kính trọng cha mẹ mình hay nhạc phụ nhạc mẫu. Chính con cháu sẽ cai quản tài sản gia đình, và nếu họ muốn, họ sẽ cho cha mẹ thức ăn, áo mặc. Còn nếu không thích, thì họ sẽ cất hết các quà biếu ấy lại. Lúc ấy, đám người già sống thiếu thốn và lệ thuộc vào bọn con cháu, tùy theo ân huệ ban bố của con cháu mình, giống như con bò cái bú sữa con bò con vừa mới sinh một ngày. Nhưng đại dương chẳng cần phải lo sợ gì cả. Hãy kể cho ta nghe giấc mơ thứ tư đi. Bạch Thế Tôn, hình như trẫm thấy người ta mở dây buộc đàn bò lực lưỡng mạnh bạo ra, rồi đem đàn bò con bắt kéo xe. Và chúng không đủ sức mang gánh nặng đặt trên đầu chúng, nên không chịu đi, chỉ đứng yên, khiến xe cộ không chạy được trên đường xá. Đó là giấc mộng thứ tư của trẫm. Và việc gì sẽ xảy ra chăng? Giấc mộng này, thưa đại dương, cũng chẳng thành hiện thực mãi cho đến ngày vị lai, thời có các vua chúa bất minh. Trong thời vị lai ấy, các vua chúa sang tham bất chánh, không có lòng tôn kính các bậc trưởng thượng thông thái, am hiểu luật pháp cổ kim, đa mưu túc kế, thành thạo việc đời. Nên vua không bổ nhiệm vào pháp định những vị phán quan thông minh, uyên bác về luật vua phép nước. Chẳng những thế, bọn vua chúa ấy quý trọng những người quá non trẻ, ngu si, và chỉ định chúng vào những chức chủ tọa, tòa án. Đám người này vừa ngu dốt trong việc triều chính, vừa kém cỏi, không thể vận dụng kiến thức vào thực hành, nên không đủ sức mang nổi trách nhiệm cao cả của chúng, hoặc trị dân trị nước, mà sẽ làm nghiêng ngả diền mối quốc sự vì thiếu năng lực tài ba. Do đó, những bậc cao niên
trưởng thượng thông thái kia, dù đầy đủ tài năng, đương đầu với mọi trở lực gian lao, vẫn nhớ rõ là họ đã bị bỏ rơi như thế nào rồi, nên sẽ từ chối giúp sức và bảo: đây không phải là việc của chúng ta, chúng ta là người ngoài cuộc, cứ để cho bọn trẻ nội bộ lo liệu. Từ đó, các vị ấy đứng tách rời ra, và cảnh suy tàn sẽ dây hãm đám vua chúa kia từ mọi phía. Chuyện ấy cũng giống như dây thắng xe đem buộc vào bầy bò con chưa đủ sức kéo xe nặng nề, chứ không phải buộc vào đàn bò kéo xe lực lưỡng từ xưa. Chính bọn chúng đã thừa khả năng đảm đang việc ấy. Tuy vậy, đại dương chẳng có gì phải sợ hãi cả. Hãy kể tiếp giấc mơ thứ năm đi. Bạch Thế Tôn, hình như trẫm mơ thấy một con ngựa có cái mồm cả hai bên, thức ăn được bỏ vào cả hai bên, nên nó ăn luôn cả hai mồm cùng một lúc. Đó là giấc mơ thứ năm. Vậy việc gì sẽ xảy ra chăng? Giấc mộng này cũng chỉ thành hiện thực trong tương lai, thời kỳ các vua chúa ngu si bất chánh bổ nhiệm bọn người tham lam bất chánh làm phán quan. Bọn người hèn hạ này là một bọn ngu si, khinh chê điều thiện, sẽ nhận tiền của hối lộ từ cả hai bên. Trong lúc chúng ngồi ghế xét xử, chúng sẽ nhét đầy túi tham với cách dũng lạm cả hai phía này, chẳng khác nào con ngựa ăn cỏ cả hai mồm cùng một lúc. Tuy thế, đại dương chẳng có gì phải lo sợ chuyện đó cả. Hãy kể tiếp giấc mộng thứ sáu. Bạch Thế Tôn, hình như trẫm thấy người ta cầm một cái bát vàng sáng loáng đáng giá 100.000 đồng tiền, lại đưa ra mời một con chó rừng già nua tiểu tiện vào đấy, và trẫm thấy con vật kia đã làm như vậy. Đó là giấc mộng thứ sáu. Việc gì sẽ xảy ra chăng? Giấc mộng này cũng chỉ thành hiện thực trong tương lai, khi các vua chúa, dù xuất thân từ dòng dõi hoàng tộc, lại không tin dùng các dương tôn công tử quý phái từ xưa, mà đem ban chức tước cho bọn hạ đẳng, khiến đám quý tộc phải sa sút nghèo hèn, và đám cùng đinh lên ngôi cao trọc. Sau đó, những danh gia dòng tộc bị quẫn bách bần cùng, phải cố tìm kế mưu sinh bằng cách nương tựa vào đám người trưởng giả mới lên, và đem con gái mình gả cho chúng. Như vậy, mối nhân duyên kết hợp bầy tiểu thư đại cát với đám tục tử hạ lưu có khác gì vì con chó rừng già tiểu tiện vào cái bát vàng kia. Tuy thế, đại dương chẳng có gì phải lo ngại cả. Hãy kể tiếp giấc mộng thứ bảy đi. Bạch Thế Tôn, có một kẻ đang sợ dây thừng, trong khi vừa đang, nó lại vừa thả dây này xuống chân. Dưới ghế ngồi khi ấy có một con chó rừng cái đói mồi, nên cứ ăn mãi sợi dây thừng kia mà người ấy chẳng hề biết. Đó là giấc mơ thứ bảy mà trẫm đã thấy. Việc gì sẽ xảy ra chăng? Giấc mộng này cũng không thành hiện thực cho tới thời vị lai. Khi ấy, đám nữ nhân đầy tham dục chạy theo bọn đàn ông và rượu nồng, ngọc ngà, trang sức vàng bạc, lê bước khắp nẻo đường thọ hưởng mọi lạc thú trần gian. Trong lối sống phóng đãng quan quý kia, chúng cũng say sưa bên men rượu nồng cùng bọn tình nhân. Chúng cứ phô trương đủ thứ dọc qua, sáp thơm thật bóng lộn, chẳng còn quan tâm đến việc tề cha nội trợ dù kết bách đến đâu đi nữa. Chúng chỉ suốt ngày chờ đợi bọn tình nhân, cứ nhìn qua khe hở cao tít ở ngoài vách tường quanh nhà. Chúng lại đem hết thóc giống để dành gieo hạt ngày sau ra giả làm bột, cốt để ăn chơi thỏa thích. Bằng mọi cách trên, chúng lấy hết kho thóc lúa do công lao của chồng chúng làm ra trên đồng ruộng. Chúng sâu xé tài sản của bọn đàn ông khốn khổ kia, có khác gì con chó rừng đói mồi dưới chân ghế cứ gặm hết đoạn dây thừng trong lúc người ấy đang kết dây lại. Tuy vậy, đại dương chẳng có gì phải sợ hãi cả. Hãy kể giấc mộng thứ 8 của đại dương đi. Bạch Thế Tôn, hình như trẫm thấy tại Hoàng Môn có một bình lớn đầy nước tận miệng, ở giữa một số bình trống không. Rồi từ bốn phương có bốn dòng người, gồm cả bốn giai cấp: Sát Đế Lì, Bà La Môn, Vệ Xá, Hủ Đà, liên tục mang nước trong các bình đất đến đổ vào chiếc bình lớn kia, làm nước tràn chảy hết ra ngoài. Tuy vậy, họ vẫn cứ đổ mãi nước vào bình đã tràn ấy, mà chẳng có người nào thèm liếc mắt tới những bình trống trơn cả. Đó là giấc mơ thứ 8 của trẫm. Xin cho biết, có việc gì sẽ xảy ra chăng? Giấc mơ này cũng chẳng thành hiện thực cho tới thời vị lai. Khi ấy, thế giới sẽ suy tàn, vương quốc trở thành kiệt quệ, vua chúa sẽ nghèo khó và tích thói sang tham. Người giàu nhất trong đám vua chúa cũng không thể có nhiều hơn 100.000 đồng tiền trong kho. Trong lúc túng quẫn, bọn vua chúa này bắt toàn dân ra sức làm việc cho bọn họ. Vì thế, để phụng sự vua,
dân chúng bỏ hết công việc riêng của mình, đi gieo hạt lúa, đậu, trông coi gặt hái, đập giả và cất vào công khố để phụng sự vua. Dân chúng phải trồng mía làm đường, nấu mật để phụng sự vua. Dân chúng phải trồng vườn hoa, vườn trái và thu hoạch hoa màu. Khi thu hoạch đủ loại sản phẩm, chúng đem chứa đầy vào các kho tích trữ của vua chúa đến tràn lan, mà chẳng buồn gì đến các dựa trống trơ ở nhà mình. Như vậy chẳng khác gì đổ tràn cái bình đã đầy và chẳng quan tâm những cái bình trống rỗng. Tuy nhiên, đại dương chẳng có gì phải lo sợ vì việc ấy cả. Hãy kể cho ta nghe giấc mộng thứ 9. Bạch Thế Tôn, hình như trẫm thấy một hồ sâu có bờ cao bao quanh mọc đầy 5 loại hoa sen. Từ 4 phía hồ, các loại vật 2 chân, 4 chân kéo đến từng đàn để uống nước. Chính giữa hồ thì nước sâu lại đục ngầu như quấy bùn, nhưng nước lại trong trẻo lấp lánh ở các bờ hồ, nơi đủ loại súc vật bước xuống uống ăn. Đó là giấc mộng thứ 9 của trẫm. Chuyện gì sẽ xảy ra từ đêm ấy chăng? Giấc mơ này cũng chỉ thành hiện thực ở thời tương lai. Thời ấy, vua chúa trở thành bất công, cai trị theo ý muốn và sở thích riêng của mình, nên không xử án theo công lý. Bọn vua chúa này thèm khát vàng bạc và gia tăng việc nhận hối lộ. Họ không tỏ lòng thương xót yêu mến dân chúng mình, mà lại tàn ác dơ dét của cải bằng cách chà đạp bọn bề tôi, như ép mía và đánh thuế dân đến độ đồng xu chẳng còn dính túi. Vì không thể nào trả nổi xu thuế đè nặng trên lưng, dân chúng thấp thành thị làng mạc sẽ bỏ trốn, tìm nơi ẩn trú trong các vùng biên địa của xứ sở, nên trung tâm của tổ quốc trở thành chốn hoang vu, trong khi vùng biên địa lại đông đúc dân chúng. Chuyện ấy cũng giống như nước giữa hồ vẫn đục, còn ở bờ hồ lại trong trẻo. Tuy vậy, đại dương chẳng có gì phải lo sợ vì việc ấy. Hãy kể cho ta nghe giấc mộng thứ 10. Bạch Thế Tôn, hình như trẫm thấy cơm sôi trong nồi mà không được trộn cho đều. Vì không được khuấy đều, nên nồi gạo giống như được chia ra 3 phần rõ rệt theo 3 giai đoạn nấu cơm. Phần thì nhão nhẹt, phần thì sống sườn, phần thì vừa chín thật ngon lành. Đó là giấc mộng thứ 10 của trẫm. Việc gì sẽ xảy ra từ đêm ấy chăng? Giấc mộng này cũng chẳng thành sự thật cho đến thời Vị Lai. Thời ấy vua chúa bất công, dân chúng dưới quyền cũng trở thành bất chánh. Các bà la môn gia chủ, thị dân, nông dân cũng thế. Đúng vậy, dân chúng đều thành ra bất chánh cả, ngay cả những bà la môn thông thái. Kế đó là các thần linh hộ trì chúng. Những thần linh mà chúng thường dâng tế lễ, như thần cây cối, thần giữa không gian, cũng trở thành bất chánh luôn. Ngay cả gió thổi qua quốc độ của các hôn quân này cũng trở thành cuồng phong hỗn loạn, làm rung chuyển các đền đài trên thiên giới, khiến chư thần trên đó phẫn nộ, không cho mưa rơi xuống. Hoặc là nếu có mưa đi nữa cũng chẳng rơi đều khắp quốc độ cùng một lúc. Cũng chẳng có những cơn mưa giông lớn tốt lành tưới đều trên các vùng đất cày cấy gieo hạt để giúp dân đang trong cơn túng quẫn. Vì thế, trong một quốc gia rộng lớn, trong mỗi thôn làng, hồ, ao, mưa không rơi xuống cùng một lúc trong cùng một phạm vi. Nếu mưa ở phần trên thì không mưa ở phần dưới, nơi này mùa màng bị hư hại nặng vì úng thủy, nơi kia lại khô cằn vì hạn hán. Nơi khác nữa lại thịnh vượng nhờ những cơn mưa thuận gió hòa đều đặn. Thế là mùa màng trong cùng một quốc độ, như cơm trong một nồi, sẽ không giống nhau. Tuy thế, đại dương không có gì phải lo sợ vì chuyện đó cả. Hãy kể cho ta nghe giấc mộng thứ 11 đi. Bạch Thế Tôn, hình như trẫm thấy bơ tươi được đem đi đổi lấy gỗ chiên đàn trầm hương quý trị giá 100.000 đồng tiền. Đó là giấc mơ thứ 11. Có điều gì xảy ra từ đó chăng? Giấc mộng này cũng không thành hiện thực cho đến thời Vị Lai, ngày mà giáo pháp của ta suy tàn. Vào thời đó, nhiều tỷ kheo tham lam vô tạm vô quý sẽ xuất hiện. Chỉ vì miếng cơm manh áo mà chúng thuyết giảng chính giáo pháp ta đã truyền bá, cốt để tận diệt dục tham. Do chúng từ bỏ giáo hội chỉ vì lợi dưỡng tấm thân và đứng vào hàng ngũ của bọn tà giáo, nên chúng không thể giảng chánh pháp đưa đến Niết Bàn. Không, chúng chỉ suy nghĩ, trong lúc giảng pháp, làm sao dùng lời lẽ hoa mỹ và giọng nói ngọt ngào để dụ dỗ quần chúng, đem cho chúng thực phẩm, y phục đắt tiền cùng các thứ đại loại như thế, và chỉ chuyên tâm đến lợi dưỡng cúng dường. Có những kẻ ngồi ở đại lộ, góc đường, hoàng môn, cúi mình xuống giảng pháp vì tiền, vì các đồng tiền lớn nhỏ.
Và trong khi chúng đem bán rẻ giáo pháp đưa đến niết bàn vô giá để đổi lấy thực phẩm, y phục, vàng bạc, thì chúng có khác gì kẻ đem đổi gỗ chiên đàn đáng giá 100.000 đồng để lấy thứ bơ tươi kia? Tuy thế, đại dương chẳng có gì phải lo sợ chuyện ấy cả. Hãy kể giấc mộng thứ 12 cho ta nghe. Bạch Thế Tôn, trẫm thấy dây bí bầu rỗng ruột lại chìm xuống nước, vậy có điều gì sẽ xảy ra chăng? Giấc mộng này cũng không thành hiện thực cho đến thời Vị Lai, có vua chúa bất công, thế giới điên đảo. Thời ấy vua chúa không quý trọng những người dòng dõi quý tộc, mà chỉ ưu đãi bọn hạ đẳng, nên bọn này sẽ thành ra những chúa tể, quyền cao chức trọng, trong khi đám quý tộc phải bị dìm xuống cảnh nghèo khổ. Cũng vậy, ở chốn triều đình, ở cung môn, tại sảnh đường hay tòa án, chỉ có lời nói của bọn hạ đẳng mà dây bầu bí rỗng ruột tượng trưng cho chúng lại được xác lập vững vàng, như thể chìm tận đáy nước. Ngay các hội chúng tỷ kheo, trong các cuộc đàm luận lớn nhỏ, trong tứ sự cúng dường, thực phẩm, y phục, sàng tọa, vật liệu vân vân cũng vậy. Chỉ ý kiến của kẻ ác dục, suy đồi được xem là có quyền định đoạt, chứ không phải ý kiến của các tỷ kheo biết hiểu dục tri túc. Chuyện như thế khắp nơi chẳng khác gì cảnh dây bầu bí rỗng ruột lại chìm. Tuy vậy, đại dương cũng không có gì phải lo sợ chuyện đó cả. Hãy kể giấc mộng thứ 13 cho ta nghe. Khi ấy, nhà vua nói, Bạch Thế Tôn, hình như trẫm thấy những tảng băng lớn bằng ngôi nhà lại nổi bồng bềnh như thuyền bè trên nước. Vậy việc gì sẽ xảy ra chăng? Giấc mộng này cũng không thành sự thật cho tới thời Vị Lai như ta đã nói trên. Thời ấy, vua chúa bất công, tận dụng đám người hạ đẳng. Chúng sẽ trở thành các chúa tể đầy quyền lực trong lúc đám người quý tộc sa sút nghèo khổ. Người ta không còn tôn sùng quý tộc, mà chỉ tôn sùng bọn mới giàu sang thôi. Lúc vua lâm triều, trong phòng họp cơ mật hay ở chốn pháp đình, lời nói của các vị quý tộc tinh thông luật pháp, chính các tảng đá lớn tượng trưng cho hạng người này, lại trôi dạt bền bồng, chứ không lắng sâu vào tâm tư mọi người. Khi các vị này cất tiếng, thì bọn trưởng giả mới nổi sẽ cười nhạo khinh bỉ, bảo nhau: các tên kia đang nói gì thế? Cũng vậy, trong các hội chúng tỷ kheo, giống như đã nói trên đây, người ta không biết kính trọng những bậc tối thắng giữa hàng sa môn, nên lời nói của các vị này không lắng động lại, mà chỉ trôi vật vờ đi mất, chẳng khác nào các tảng đá nổi bồng bềnh trên mặt nước. Tuy nhiên, đại dương không có gì phải sợ hãi chuyện ấy cả. Hãy kể tiếp giấc mộng thứ 14 cho ta nghe. Bạch Thế Tôn, hình như cảm thấy những con nhái bén chẳng lớn hơn những cánh hoa bé tí teo, lại nhanh nhẹn săn bắt những con rắn khổng lồ, cắn xé chúng ra từng khúc như các ngó sen và nhai ngấu nghiến chúng trong chốc lát là xong. Việc gì sẽ xảy ra chăng? Giấc mộng này cũng chẳng thành sự thật cho tới thời Vị Lai. Những việc trước ta đã nói, thời thế giới suy tàn, lúc ấy tham ái của bọn nam nhân nổi lên quá mãnh liệt, dục vọng quá nồng nàn, đến độ chúng trở thành lũ nô lệ cho bọn hầu thiếp còn trẻ con. Trong nhà, từ những kẻ tôi tớ làm công trâu bò, heo gà, vàng bạc, cho đến mọi vật khác đều tùy thuộc đám thê thiếp định đoạt. Giả sử người chồng khốn khổ kia hỏi xem tiền bạc, quần áo để ở đâu, liền được đáp rằng nó ở đâu kệ nó. Chàng ta phải lo chuyện mình đi, đừng hỏi han gì lôi thôi về việc trong nhà vợ chàng ta cả. Rồi sau đó bằng mọi cách, bọn thê thiếp kia dùng lời lẽ mạ lì, khinh chê, chăm chọc để đàn áp và đô hộ các người chồng như bầy nô lệ tôi tớ. Như vậy chẳng khác gì lũ nhái bén chẳng lớn hơn cái hoa tí xíu lại nuốt chửng rắn hổ mang. Tuy nhiên, ngài chẳng có gì phải lo lắng về việc đó cả. Hãy nói cho ta nghe giấc mộng thứ 15. Bạch Thế Tôn, hình như trẫm thấy một con quạ đồng quê đầy đủ 10 ác hạnh lại được một đoàn tùy tùng gồm toàn chim quý hộ tống. Những con chim này màu lông vàng ánh, thường được đặt tên là Kim Nga Dương Giả. Việc gì sẽ xảy ra chăng? Giấc mơ này, thưa đại dương, cũng không thành tựu cho đến thời Vị Lai. Thời đại các quốc dương suy thoái, đó là thời xuất hiện những vị vua chẳng hiểu biết gì về võ thuật, voi, ngựa, và lại hèn nhát khi ra trận vì sợ bị truất phế hay tống xuất ra khỏi vương quốc, nên chúng đưa những bọn cận vệ hầu tắm hớt tóc đại loại như thế lên nắm quyền thay vì đưa nhóm người quý tộc lên. Như vậy, đám người này không được hưởng ơn vua lọc nước nên không đủ sức cấp dưỡng cho mình, đành phải cam chịu hạ mình chầu hầu bọn trưởng giả mới.
giống như đám chim quạ được đám kim nga dương giả theo hầu. Tuy thế, đại dương không có gì phải lo sợ về điều ấy cả. Hãy kể giấc mơ thứ 16 cho ta. Xưa nay chính loài hổ báo săn bắt sơn dương, nhưng hình như Trẫm mơ thấy sơn dương săn bắt hổ báo và xé xác ăn rau ráo. Trong lúc vừa thấy bóng bầy dê từ đằng xa, bầy chó sói hoảng hốt chạy trốn và lập tức giấu mình vào bụi rậm. Đó là giấc mơ của Trẫm. Việc gì sẽ xảy ra chăng? Giấc mơ này, thưa đại dương, cũng không thành hiện thực cho đến thời Vị Lai, thời vua chúa Bất Minh cai trị. Thời ấy, bọn Hạ Đẳng được nắm quyền cao chức trọng và được nhiều ân sủng của vua chúa. Trong lúc đám quý tộc sa vào cảnh bần cùng tối tăm, vì có được nhiều thế lực trong tòa án do ân sủng của vua ban, bọn mới giàu sang này đòi tước đoạt quyền tư hữu đất đai, y phục và mọi tài sản do tổ tiên để lại của đám quý tộc xưa. Khi đám người này cố binh vực cho quyền lợi của họ trước tòa án, liền bị đám hầu cận thân tín của vua lấy gậy gộc đánh đập, nắm cổ quẳng ra ngoài với lời thô bỉ, đại khái là: liệu thần hồn đấy bọn ngu si kia. Sao? Các ngươi muốn tranh giành với chúng ta ư? Đức vua sẽ biết được sự hỗn láo của các ngươi, rồi chúng ta sẽ sai chặt tay chân của các ngươi ra và trừng phạt thích đáng cả lũ. Sau đó, đám người quý tộc kinh hoảng nhận ra rằng tài sản của họ nay đã trở thành tài sản của đám người thống trị mới quá khắc nghiệt kia, nên phải yêu cầu bọn mới được ân sủng này nhận lấy tài sản của họ. Rồi họ vội vã về nhà trốn tránh trong nỗi lo âu sợ hãi. Cũng vậy, các ác tỷ kheo tha hồ khủng bố tiêu diệt các tỷ kheo hiền thiện xứng đáng, cho đến khi các người này không thấy còn ai bảo vệ mình nữa, đành phải trốn vào rừng sâu. Như vậy, sự đàn áp hội chúng quý tộc và thiện tỷ kheo cũng giống như bầy chó sói bị bầy dê. Tuy nhiên, ngài không có gì phải sợ hãi chuyện ấy cả, vì giấc mộng này cũng chỉ liên hệ đến thời tương lai mà thôi. Như vậy, không phải vì chân lý hay lòng yêu mến đại dương khiến cho các bà la môn tiên đoán như cách họ đã nói với đại dương đâu. Đó chỉ là lòng ham muốn lợi dưỡng. Cái tri thức được nuôi dưỡng bởi tham dục làm cho họ thốt ra những lời nói đem mối lợi phần mình mà thôi. Như vậy, bậc đạo sư đã thuyết giảng ý nghĩa của 16 giấc mộng lớn trên sông. Và ngài nói thêm: này đại dương, ngài không phải là người đầu tiên nằm mộng như thế, mà ngày xưa các vua chúa cũng từng mơ thấy những giấc mộng này. Và cũng như giờ đây, các bà la môn tìm thấy những cớ đó để dâng lễ tế đàn. Vì việc này, theo lời thỉnh cầu của người hiền thiện và có trí, Bồ Tát đã được tham vấn, và các giấc mộng đã được các bậc hiền trí ngày xưa giải thích giống hệt như cách chúng được giải thích giờ đây. Nói vậy xong, theo lời thỉnh cầu của vua, ngài kể một câu chuyện quá khứ. Một thổ nọ, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát thọ sanh làm một bà la môn ở quốc độ phương Bắc. Khi ngài đến tuổi trưởng thành, ngài tự giả thế tục, sống đời ẩn sĩ. Ngài đạt được các thắng trí và các thiền chứng, an trú tại vùng tuyết sơn với thiền lạc thanh tịnh. Ngài ấy cũng như trên, vua Ramadatta mơ những giấc mơ này tại thành Ba La Nại và tham vấn ý kiến các bà la môn liên hệ vấn đề, và các bà la môn cũng như hiện nay khởi sự diệt tế đạt. Trong đám ấy, một thanh niên bà la môn có trí, thông thái, là đệ tử của vị tế sư của hoàng tộc, thưa với thầy mình: bạch sư phụ đã dạy con ba tập thánh điển Vệ Đà, vậy không có kinh nào bảo rằng việc giết một sinh vật không đem lại đời sống cho một sinh vật khác sao? Này đồ đệ, việc này sẽ đem lại nhiều tiền cho chúng ta, vô số tiền đấy. Hình như con chỉ mong đừng hao tốn công khố của đức vua thôi ư? Bạch sư phụ, vậy xin sư phụ cứ làm theo ý mình. Thanh niên bà la môn nói: còn phần con còn ở lại đây với sư phụ để làm gì kia chứ? Nói vậy xong, chàng từ giả thầy mình và đi đến người viên của hoàng gia. Cùng ngày đó, Bồ Tát biết hết việc này, ngài nghĩ thầm: giả sử hôm nay ta giếng cõi trần, ta sẽ giải thoát cho nhiều sinh vật khỏi cảnh giam cầm ấy ngay. Thế rồi ngài du hành qua không gian, giáng hạ tại ngự viện kia. Ngài an tọa và chiếu sáng như một bức tượng bằng vàng trên thạch bàn dành cho đại lễ. Thanh niên bà la môn đến gần, đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên với vẻ thân hữu. Cuộc đàm đạo êm thấm diễn ra, và Bồ Tát hỏi thanh niên bà la môn có nghĩ là vua này cai trị đúng pháp chăng. Thanh niên đáp: thưa tôn giả, đức vua vốn là người chân chính, song các bà la môn đã làm cho ngài thiên về ác hạnh.
Khi được vua hỏi ý kiến về 16 giấc mộng lớn mà ngài vừa thấy, các bà la môn liền chụp ngay cơ hội đó để đòi tế đàn và bảo hành động tức thì. Vậy thưa tôn giả, nếu tôn giả vui lòng đến giải thích cho vua hiểu rõ ý nghĩa thật sự của các giấc mộng ấy, và thế là giải cứu được vô số sinh linh khỏi nỗi kinh hoàng vì chết chóc, chẳng phải là một việc thiện lành đó chăng? Nhưng này nam tử, ta không biết vua, mà vua cũng chẳng biết ta. Tuy vậy, nếu vua muốn đến đây hỏi ta, ta sẽ nói cho vua nghe. Thanh niên bà la môn đáp: Thưa tôn giả, con sẽ đi rước vua đến đây. Chỉ xin tôn giả vui lòng ngồi đợi đây một lát cho đến khi con trở lại. Sau khi được Bồ Tát nhận lời, chàng đến bệ kiến vua và tâu: Trong ngự viên vừa có một ẩn sĩ phi hành qua không gian và giáng hạ. Vị này bảo có thể giải thích các giấc mộng của đại vương. Kính mong đại vương kể lại các giấc mộng cho vị ẩn sĩ ấy được chăng? Khi vua nghe việc này, liền lập tức cùng đoàn tùy tùng đến ngự viên. Vừa đảnh lễ vị ẩn sĩ, vua ngồi xuống bên ngài và hỏi: Có thật là ngài hiểu rõ việc gì sẽ xảy ra từ những giấc mộng ấy chăng? Bồ Tát đáp: Dĩ nhiên là đúng vậy. Nhưng trước hết, hãy kể cho ta nghe những giấc mộng của đại vương. Bạch tôn giả, trẫm xin sẵn sàng. Vua đáp và bắt đầu kể như sau: Trước bò đực cây con, sau bò cái bê non, ngựa bát vàng sơn cẩu, bình nước hồ sen trong, cơm sống chiên đàn quý, bầu bí lặn xuống dòng, đá to thì trôi nổi, nhái bén ẩn ương cùng, xé tan bầy rắn hổ, quả có đám tùy tùng, là bầy hoàng nga đẹp, chó sói sợ dê rừng. Và kế đó, vua kể các giấc mộng giống như vua Pasenadi Ba Tư Nặc đã kể trên. Bậc đại sĩ bảo: Thôi đủ rồi, đại vương không có gì phải sợ hãi về việc này cả. Sau khi trấn an nhà vua xong và giải thoát cho đám sinh vật kia khỏi bị giam giữ, Bồ Tát liền trụ trên không khuyến giáo vua và an trú vua vào ngũ giới, rồi kết luận với những lời này: Thưa đại vương, từ nay về sau đại vương đừng cộng tác với các bà la môn trong việc giết súc vật để tế đạt. Sau khi thuyết giảng xong, Bồ Tát du hành qua không gian để trở lại nơi trú ngụ của ngài. Còn nhà vua chấp trì lời dạy đã được nghe, chuyên sống đời bố thí, cùng làm nhiều thiện sự công đức khác, và khi mạng chung đi theo nghiệp của mình. Khi chấm dứt pháp thoại này, bậc đạo sư bảo: Đại vương không có gì phải sợ các giấc mộng ấy, vậy hãy hủy bỏ việc tế đàn đi. Sau khi bảo vua hủy bỏ việc tế đàn và giải cứu vô số sinh linh, ngài kết hợp hai câu chuyện và nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, Ananda là vua, Xá Lợi Phất là thanh niên bà la môn. Ha ha ha, 问三摩地娑。